các vị quất mài bốn phương tám hướng. Lời khấn nguyện lời vái của tôi công khai trước quần chúng, trước xã hội, từ internet ở hải ngoại về tới Việt Nam. Tôi là trái tấu cơm sống bằng tâm linh, dùng sức mạnh quyền lực tâm linh của mình. 17 năm tôi biết cái tên Ngọc Sơn tại căn nhà 10A kia, tôi đi theo làm từ thiện, tôi làm phước, tôi nhịn nhục, tôi bỏ ra công quả của mình suốt 17 năm dài tuổi xuân và tiền bệnh tật của tôi. Công quả và đồng thành, tôi nhận lại là sự vô ơn vô cảm, ăn cháo đá bát, độc ác, vô lễ, xúc phạm và không biết tôn trọng tôi, sự vong ơn bạc bẽo. Tôi vái người bề trên, tôi lấy lại những gì tôi cho 17 năm qua từ trang mạng báo thóp, thông về Việt Nam, thông ra xã hội, thông vào showbiz, thông từ trong nhà ra ngoài đường tới sự nghiệp. Tôi là người phụ nữ sống về tâm linh có sự đặc biệt. Tôi đi tới đâu thì ở đó đông, tôi cho ở đâu thì có thời. Tôi là người phụ nữ sống với bệnh tật. Tôi là người bất hạnh. Tôi sống với một nhịp tim không bình thường. Nhịp tim của tôi trong lồng ngực có thể ngừng đập, ra đi chết bất kỳ lúc nào. Tôi sống với một cái bệnh xương hàm mặt, mất chất xương từ trong bụng mẹ, không có dinh dưỡng, không sữa mẹ. Tôi không có đủ dinh dưỡng, tuổi thơ của tôi rất có cực khổ gian nan. Tôi là một người cả đời hôm nay đầu hai thứ tóc, lúc nào cũng bị đói, bị dằn vặt, bị khó ăn, khó sống, khó ở, khó uống, rất cực khổ vất vả. Bệnh xương mặt của tôi kéo theo bệnh trầm cảm trên người, bởi vì bệnh xương hàm đi chung với bệnh trầm cảm. Tôi bệnh tim, bệnh xương mặt, bị trầm cảm. Tôi mất sức khỏe, tôi ở nhà. Tôi là người bất hạnh cô đơn, nên tôi lấy niềm vui, tôi lấy mục tiêu của tôi sống là lấy hạnh phúc của quần chúng, của bá tánh, của cuộc đời, là niềm vui hạnh phúc của chính tôi. Ngọc Sơn là chương trình tôi làm từ thiện cứu giúp đưa con người Ngọc Sơn trở lại sự nên đi nên đúng, từ sự nghiệp tới đạo đức. Tôi là nạn nhân, tôi là ân nhân của Ngọc Sơn. Tôi làm từ thiện đưa Ngọc Sơn lên, chứ không phải tôi yêu Ngọc Sơn một mình. Tôi cho Ngọc Sơn ké, Ngọc Sơn mượn quân, tôi cho Ngọc Sơn nhờ vào tôi. Tôi đẩy Ngọc Sơn lên tên tuổi của Ngọc Sơn, tôi lôi Ngọc Sơn ra cái đống rác của xã hội, tôi cứu Ngọc Sơn ra khỏi những cái hư cái bậy của Ngọc Sơn đang đắp chìm, đang đúc đầu, đang dấn thân, đang hư hỏng, đang bậy bạ, ăn ở sống vô cảm, độc ác, thất đức, côn đồ, sống không có tình người, sống vô ơn bạc bẽo, vô cảm. Ngọc Sơn, cái tánh tình của Ngọc Sơn rất là gia trưởng, rất độc ác, rất ích kỷ, rất tham lam, rất hại người. Cách sống của Ngọc Sơn là vô trách nhiệm với quần chúng, với xã hội, với gia đình, với bản thân. Sống mà không biết mình ở đâu. Một con người đàng hoàng sẽ không buông thả để rồi đổ lỗi lý này lý kia. Ở trong nhà có ở sự nghiệp, có nhà cửa, có công danh, có cha mẹ, mái ấm tình thương, có tất cả, thiếu cái gì? Trong cái đó tôi là một người bệnh tật từ trong bụng mẹ, tôi mất đi biết bao nhiêu những cái sự mà quyền lợi thuộc về tôi, thì ai lấy công bằng cho tôi, ai trả lại công đạo cho một trái tấu cơm này? Tôi là một người phụ nữ làm nên lịch sử của một trang mạng, tôi là một huyền thoại của một trang mạng báo tốt ở đây. Tôi là người phụ nữ mà cho những kẻ ngồi thấp cổ bé miệng, mở rung kế, mở phòng đối, mở không có khách cái thứ mà dưới chân tôi mà đi ăn mày ăn bát ăn ké ăn xin tôi, từng thằng từng con, từng động động của thằng này con kia giáp cái mặt tới để ăn mày tôi. Tôi là người lập ra Ngọc Sơn, với tôi chỉ ba anh ba. Tôi đưa Ngọc Sơn lên cho mượn quân, có tôi mà cho ăn ké, tôi làm chỉ ba anh cả anh ba chứ làm gì có chuyện tôi yêu nào Ngọc Sơn một mình. 17 năm qua tôi quen với Ngọc Sơn hồi nào? Vì tôi làm từ thiện đó, tôi gạt cả quần chúng, tôi gạt cả ba ruột, tôi gạt từ trong ra ngoài để tôi cứu cho một cái thằng không ra gì, để rồi nó dẫu đổ bìm leo, nó tiểu nhân, nó quỷ quân tử, nó thừa nước đục, rồi nó lấy tôi ra làm nạn nhân, nó đe đầu cởi cổ tôi. Hãy nó được lợi thì nó không coi tôi ra gì, nó không có lợi thì nó biết tới tôi,
cả con lẫn mẹ của nó đồ bất lương. Hôm nay lấy tư cách là một trái ốc tôm ân nhân của thằng ca sĩ Ngọc Sơn, thằng anh ba Ngọc Sơn, thằng Phạm Ngọc Sơn, tôi giáp dục nó, tôi trị nó, tôi lên ác được cái bậy của nó, cái sai của nó với mẹ nó. Lên đây mày đặt nó trả thù tôi. Những cái tư tấp bèn ăn rồi lấy lòng mẹ con nó, lợi dụng mẹ con nó để giật dây, để trả thù tôi. Binh thần tượng, binh mẹ con nó, phải binh cho đúng. Binh thằng Ngọc Sơn để dạy hư nó, để hại cho nó chết, để có những cái âm mưu to đập lợi dụng thằng Ngọc Sơn câu view, câu phòng tại bao tốt, kiếm tiền, kiếm danh, kiếm gái, kiếm quyền lợi. Thấy thằng Ngọc Sơn ngáo đá côn đồ, muốn làm quyền lực ảo, quyền lực khùng, quyền lực tâm thần mất dạy. Một cái thằng chưa đi đã chạy, không có cái địa bàn của mình, lấy đâu ra là bà trùm là cha. Chưa đổ ông nhẹ đã đe hàng tàu. Đó, vận động bầu cử nước Mỹ tổng thống mà còn đi ăn xin, còn nửa tay lấy tiền, tuy là lại gia. Có ai nói là Ngọc, xin lỗi chứ có ai nói ông Donald Trump, ông 45 kia, cựu tổng thống có phải đại gia không? Hay là cái ông đương kim tổng thống hiện tại không đại gia không? Nếu so với tôi và những người tầng lớp ở xã hội, nhà có của ăn của để không? Khi vận động mà làm tổng thống cũng phải có triệu phú nhảy ra cho tiền, kêu gọi quyên góp cho tiền, bán sản phẩm cho tiền đủ thứ. Còn một cái thằng Ngọc Sơn, một đại ca, một đại gia, có một căn nhà mà hô hào bán 5 triệu ở Việt Nam, đúng không? Gọi kêu la hét mà bán ế, không ai mua, gào lên giá trị căn nhà bạc tỷ tiền Việt Nam, mà giật tới bao tốt mở căn phòng, vận động quyên góp làm từ thiện đốc vô căn phòng, để sơn cái phòng cho người này tặng người kia, để lấy tiền quần chúng cho lại lấy lòng. Mẹ con của Ngọc Sơn được tiết vào sao phú quý nhà giáp vàng địa ngọc cung sơn, giật ngửa tay lấy tiền của quần chúng, chích bà kim long ngửa tay lấy tiền của dân bao tốt. Ngọc Sơn cũng vậy, ở ngoài đời không phải là tồi tệ gì, kiếm thêm rồi lên trên internet muốn mở rộng địa bàn, mở rộng bờ cõi, mở rộng quyền lực, mở rộng một cái sự kiếm ăn. Mình là một cái thằng kinh doanh kiếm ăn thì lo cho cái địa bàn, lo cái chén cơm, lo cái thân phận của mình, kiếm ăn còn đòi dành cơm người khác, đòi làm chúa làm trùm đập giá cơm người khác, gom về một mối, gom về một mối chưa đủ, cả con lần mẹ ăn trên đầu trên cổ người ta, không biết nhục, không biết vô liêm sĩ, không biết hèn, không biết bẩn thỉu, nên dành cơm với những cái kẻ mà ăn mày tôi từ cái động đi, động thú, động ế, động đói, đồ bất lương, đồ mất dạy. Nhà đã chết đói ăn mày sống nhờ vào cái bóc của tôi cùng bà đặt, lên lấy tôi ra làm nạn nhân, gài làm dâu làm vợ, mà đều giả trơ trẻ, chỉ có gặp tại bóc thốt chứ không được gặp ngoài xã hội. Ngồi phải câu cho thằng con làm quyền lực, còn bà mẹ thì lấy hốt tiền để bà ngồi ở Việt Nam bà ăn hưởng. Phải chỉ hai mẹ con ăn hưởng đó cho bản thân tôi cũng không ghét. Lấy của tôi cho xong chỉ tay năm ngón cho lại người khác, cho lại những kẻ đã ăn mài của tôi, vừa ăn cướp vừa ra làng, vừa điếp thúi vừa mất dạy, vừa côn đồ vừa bội rợ trong xanh, đồ cái thứ vô liêm sĩ, từ thằng con tới bà mẹ, hốc hách cao ngạo, ăn ở tất đức độc ác, nghiệp nó quật, nghiệp nó quật từ trong nhà ra ngoài đường, tới online, tới ra xã hội mà không biết liêm sĩ, mà trơ trẽn dựng mặt dày vô liêm sĩ thì giải Ngọc Sơn không biết mình ở đâu. Ở nhà mà nuôi con xì ke, tổ chức một cái động đĩ, động tú, động mại dâm, động giang hồ, động cầm thú, một thằng ca nhạc sĩ, một thằng rác xã hội, một thằng bản thể, một thằng dơ như vậy, thì công lao nhào dưới đất nước Việt Nam mà sửa lưng ai mà dạy đời dạy khôn. Một bà mẹ độc ác, một người lớn mà không biết nhục, ngửa tay lấy những cái đồng tiền chửi vào tôi, với thân phận là một ân nhân, một nạn nhân, còn là một người phụ nữ ngồi làm từ thiện, còn là một cái người đối phương nói chuyện, mẹ chồng con dâu, mẹ chồng con dâu gì mà đều giả đị bị ngoài đời không biết tôi là ai. Tôi nhịn nó có một mức độ. Hôm nay 17 năm tuổi xuân, tôi là người quân tử, tôi không nói gì, nhiều khi tôi là từ bi, nên tôi tha cho Ngọc Sơn. Thấy tôi vừa mới tha cái bắt đầu lên đánh sách kênh YouTube của tôi để bịt miệng, để làm những trò hát hại tôi, để làm đã dễ làm nhục, chọc quê, chọc tức, làm những trò bực tiểu vô giáo dục, đi vô trong cái bao tốt thì ngồi đóng thọt kêu bao tốt đuổi xua tôi. Tôi là người gầy dựng ra, tôi lập ra một cái trang mạng xã hội ăn mày xong ké xong bát xong nhờ vào tôi. Từ ngày tôi không cho nữa thì đói cho cái mập chó, đói mà không còn có một cái sự vô liêm sĩ, không biết thằng nào con nào.
Từ xưa giờ tôi là người của công chúng nhiều năm, tôi định chặt mối quan hệ giữa tôi với Ngọc Sơn cho rõ ràng, chứ ăn rồi tối ngày đè đầu cởi cổ rồi xúi giục mẹ con của Ngọc Sơn bệnh ngôi sao, bệnh quyền lực khùng, bệnh quyền lực tâm thần sốc. Tâm thần á, thì không chịu đi uống thuốc tâm thần, ngồi giải người khác xúc phạm tôi, con tâm thần này con tâm thần kia. Tôi hỏi chứ cái nhà nói chuyện đạo đức, ăn chay niệm Phật, tụng kinh, tối ngày ra vẻ mình tránh sốc làm đạo đức, nhà có phải đạo đức giả hả? Tại vì nhà có đạo đức ai mà mở một cái động đĩ, động giang hồ, động cầm thú mà người đời tẩy chay, dân oan quyền rủa, trong đó có tôi là dân oan quyền rủa, quyền rủa mà người ta chửi, mà người ta không tiếc lời vô cái bàn thờ mà ở không yên, đầu thai không nổi mà không biết nhục. Ăn rồi tối tài dạy Ngọc Sơn làm cái thằng mất dạy, làm cái thằng điếc, thằng nhục, giơ cái mặt lên đi ăn bát vào tôi một con đàn bà, xốc bát vào một con đàn bà, xốc giờ cái bóng tôi chỉ ba anh ba là tôi bố thí cho thằng Ngọc Sơn, một cái thằng Việt Nam ăn mày, để hôm nay tư cách chỉ ba Ngọc Sơn trước bàn thờ của bà Kim Loan, tư cách con dâu của bà giao đẹp với tôi, để tôi giả bị tôi tát bể mặt từ trong ra ngoài nước, có tôi là cái gì của bà và con trai bà trước bàn thờ của bà và chồng của bà, vợ chồng bà. Năm 2011 trước khi tôi đáp chuyến bay tới cái nhà của bà, cái nhà nặng nghiệp, cái nhà cầu tiêu, nhà rẻ rách, nhà chết đói ăn mày, chết bát vào những cái đất giang hồ mạng, nhà bẩn thỉu của bà. Cái nhà của bà là cái nhà mở một căn phòng, một cái động đĩ, động thú, bà làm gì có công lao nào với đất nước Việt Nam mà bà làm Bồ Tát. Bà ăn rồi bà cầm đầu thằng con bà thông đồng bà làm thủ quỹ quản gia ở trong nhà, bà để con bà ngồi mở căn phòng để đi ngồi tù mà bà vẫn ngồi bà ủng hộ Ngọc Sơn, bà ngồi bà vẫn cản đường cản lối cho tôi để tôi cứu Ngọc Sơn giúp con bà không độc ác ái độc ác. Một người mẹ tốt có đẩy con mình vào dòng tù tội xì ke và nghiện ngập mà ngồi lừa gái gạt tình gạt tiền của tôi còn hốc hác không? Một người mẹ tốt có cản con đường cho con bà, có một người yêu tốt, một phu nhân tốt, một người bạn tốt, một người giao thiệp tốt với tôi không? Bà nắm tay với thằng Quý Ngọc, bà ngạo nghễ, bà sống trong sương mắt niềm đau sự bất hạnh của Ngọc Sơn, bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần, bệnh ngáo đá, bệnh háo danh. Bà lợi dụng Ngọc Sơn, bà đè đầu cởi cổ. Ngọc Sơn tin cậy cho bà giữ giùm tài sản tiền bạc. Ngọc Sơn tốt bụng nâng đỡ bà giúp bà. Ngọc Sơn tốt bụng giúp bà nuôi cả chồng bà, nuôi cả con của bà. Bà phải biết cái công ơn của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn tốt bụng mở căn phòng cho bà làm thủ quỹ trong nhà để bà được nở mặt nở mày và nắm tiền nắm bạc trong nhà. Ngọc Sơn tốt bụng cho một cái thằng Quý Ngọc ngồi bao thuốc để mà từ một cái thằng không ai biết tới được gặp giới showbiz, được nhờ Ngọc Sơn mà có được tiền, có cơm áo, có công danh, nâng đỡ cứu giúp đưa lên cho học làm bầu show ca sĩ, cho cầm cái nick chủ đâm, cho làm quản gia thủ quỹ cái ngồi trên đầu Ngọc Sơn, ăn hiếp Ngọc Sơn, gài bỏ tù Ngọc Sơn, chơi chết Ngọc Sơn, còn âm mưu đòi bỏ xì ke để cướp tài sản. Hôm nay 17 năm tôi với tư cách là người yêu của Ngọc Sơn, ông hoàng nhạc sĩ nam ca sĩ Ngọc Sơn ở nhà 10A, Sương Khánh, quận 1, tôi với tư cách là con dâu của bà Kim Loan, coi mắt tôi giao thiệp với tôi, mẹ cha của Ngọc Sơn, ông bà cụ giao thiệp với tôi. Tụi tư cách là chị ba Ngọc Sơn ở đây, tôi lớn tiếng nói của mình, thằng nào con nào dám nói xen vào chuyện của tôi và Ngọc Sơn. Còn mày nữa, cái thằng mất dạy bất hiếu, thằng súc sanh kia, mày ăn rồi mày cầm đầu với nó, hai thằng mày ăn cơm bao tốt mà chửi trả tao suốt 17 năm dài, mày ở đâu ra? Không có tao thì cái phòng star của MTV của mày ở đâu ra hả? Thằng mất dạy chó cắt chỗ Ngọc Sơn kìa hả mày? Mày ăn rồi mày tối ngày, mày côn đồ mất dạy mày quyền lực. 12 năm về trước tao mà không đến Việt Nam, tao ngồi bên Mỹ mày cứu mày hết lần này lần kia, tao không quỳ trước cửa nhà của mày, mày không sống nhờ vào tao thì mày với mẹ mày có được gì? Bà cụ là một người lớn, tao kính lão đắc thọ, tao không đụng tới mẹ mày, tao dùng mẹ mày ra để cứu mày chứ không phải tao đụng tới bà cụ. Bởi tao là cái người đi theo giúp mày, cứu mày, tao là cái người giao thiệp với mày chứ không phải mẹ của mày. Mày nên nhớ, tất cả là do mày, một một thằng Ngọc Sơn mày ra, mày là cái thằng xước tên, mày là cái thằng thấy tao có giá trị lợi dụng tới tỏ tình, mày là cái thằng lợi dụng tao rồi vì một cái căn phòng giang hồ xã hội đen của mày, căn phòng hút chích nghiện ngập. Sau này mày đi qua Canada mày làm show, mày tới cái bar của người ta chơi bên Canada,
vô trong bao tốt hỏi cái tích khô mực. Khô mực mà ngồi bao thoát 21 năm. Cùng thời điểm mà Trái Tốt Thơm này nổi tiếng mà ngồi trong bao thoát này của 21 năm về trước. Hỏi anh Cường Dưa Leo, khô mực Việt Kiều Canada là ai? Ngọc Sơn qua bên đó làm show gặp. Đi xuống cái bar chơi, người ta đưa xì ke mới thuốc lắc mới cho mày thử. Một ca nhạc sĩ mà mày thử xì ke thuốc lắc thì mày là lỗi ca sĩ gì? Mày lỗi Bồ Tát nào? Mẹ mày Bồ Tát nào? Lúc đó mẹ mày đang dợt với áo quần son phấn để lên phim, để đi qua bên Cali gặp con gái làm Việt Kiều, để mẹ mày nổ, mẹ mày dên mặt lên. Khi mày chơi xì ke mày cắn thuốc lắc, khi thằng Quý Ngọc vô nhà bỏ xì ke vô đồ uống của mày thì mẹ mày đang ở trong nhà ở đâu? Khi cái bao tóc mày mở ra, quần chút tẩy chay, hả? Truyền thông lên án, hả? Người đời lên tiếng, hả? Người ta kêu quan kêu thác, quyền rủa vô cái nhà mày thì mẹ mày ở đâu, dòng họ mày ở đâu? Lúc mà mày mở cái rung, dân chống cộng chuyên nghiệp gọi về đồn công an chửi bộ đồn công an thì mày và mẹ mày ở đâu? Cái rung rác xã hội của mày hả? Cái thằng chó đại Ngọc Sơn kia, tao nhịn mày 17 năm tuổi xuân. Từ xưa giờ mày dát cái mặt mày lên trên cái internet, mày học đòi làm cha, làm vua, làm trùm. Mày học đòi mở động đĩ, động tú, động giang hồ của mày. Mày xảy ra một cái đống rác xã hội, mày làm phiền một Trái Tốt Thơm này vào quần chúng. Tao đang nhịn mày với con gái mẹ mày, cái đồ mất dạy, chó chết. Tao ngồi đây với tư cách là ân nhân của mày, mày dát dạy mấy con chó điên, cái đám học trò con đuôi hai đứa nào, hai bất quyết mày dắt đắt vào kênh của tao hả? Ai cho mày cơm no ăn áo? Ai cho mày sự nghiệp công danh? Ai đưa mày lên có gạnh này? Ai cho mày cái thời cái thế? Ai cho mày đăng báo? Ai cho mày live show? Ai gửi tiền về để cứu mẹ con mày trong lúc như con chó mình rách tại cái bao tố hả? Trong lúc mày chơi gái thì gái của mày thua mày bỏ mày. Mày chơi với thằng Quý Ngọc thì nó bỏ tù mày, cướp tài sản. Chơi chết mày bỏ xì ke, nó hại mày ngồi tù. Mày có mẹ thì mẹ mày tham tiền. Mày chơi gái thì gái ngoảnh mặt với mày. Mày chơi bạn thì bạn không có đá gì, mày mở phòng thì phòng ế, phòng xăm, phòng đối. Khi mày vất vượt mày đi làm xô, tại trong đầu mày vô trong cái bao cóc mày ngồi như một con chó khỉa. Mày khóc mày than như một con chó đói. Lúc mày tàn tạ, lúc mày thất thế, lúc mày không có đường đi, lúc mày ngồi trầm cảm với lười rượu, ai bên cạnh mày hả? Cái thằng chó để đột sơ kia, thằng ranh con mất dạy. Mày với mẹ mày, mày nói chuyện với tao đẳng cấp, một người chồng của một trang mạng báo thuốc. Tao đẻ ra từng thằng từng con, tao đẻ mày ra với mẹ mày cho ngồi cái bao tốt ăn cơm. Mày dám ngồi sợp trên đầu của tao, mày chỉ tay cái thằng Quý Ngọc, Hồ Thủy Ngọc, chó cắt trụ tiểu cho tao nuôi. Ăn cơm bao tốt mày dám cắt trả tao. Lên rồi dạy, lừa quần chúng gạt thiên hạ, bầu trời internet làm nhục. Mày một ca nhạc sĩ với mẹ mày tu hành, ăn chay niệm Phật mà đi làm nhục người khác để có chén cơm. Mày có nhục không? Mày không nhục thì mẹ mày cũng phải biết nhục. Người lớn sốc để người ta nể. Đường đường là một người yêu chị ba Ngọc Sơn, tao ngang hàng với mày ở đâu tao trở thành hả? Tao ở đỡ cho con gái mẹ mà con mất dạy vậy hả? Đồ vô giáo dục, vì muốn kiếm tiền của thằng Quý Ngọc làm xô chung mà đĩ biệt trên một cái điện thoại, mà tiền bệnh tật người ta gọi về nạp 25 đồng tiền thẻ điện thoại cho được gặp. Đi kiếm Ngọc Sơn thì không lo đưa điện thoại cho Ngọc Sơn, chọn điện thoại để lấy đầu thằng Quý Ngọc. Mẹ mày có được cái trò mất dạy, đằng sau lưng mày trước mặt mày tao nhịn. Tao nhịn vì một chữ chân tóc thương mày. Tao xót mày, tao im lặng cái bà mẹ hư của mày. Ủa mẹ cái thứ chó cắn chủ mất dạy, từ con tới mẹ, từ trong ra ngoài nước. Hôm nay trời cao có mắt để tao coi tới đâu. Còn ngồi mà nói tao là một con mất dạy, đụng tới mày với mẹ mày, mày ăn ở như thế nào? Tư cách mày cái thằng ăn cơm của một người, ta cho một ân nhân. Ai cứu mày ra khỏi cái tù treo chính trị? Ai cứu mày cái lật xe? Ai cứu mày từng chuyện một? Ai ngồi lập cơ cho này để nhắc tới mày, cứu mày? Ngồi đây la rầy là cứu mày chứ không phải hại mày. Mày là người ăn tàn phá hại. Mày kêu ai hại mày? Phá mày, phá mày con đường mày làm vua khùng của mày, giang hồ mãn khùng của mày, con đường thất đức của mày, ác độc của mày. Cứu mày là tại vì cái bà mẹ thất đức của mày, nhà mày không lấy vợ lấy dâu, tối ngày đĩ biệt đi gạt lừa tiền người này, lừa tiền người kia, điếm đàn đĩ biệt có ngày ngồi tù một công. Cứu mày, cứu luôn cả cái bà mẹ hư của mày. Tao mà không cứu mày và mẹ mày thì giờ này mày ở đâu ra? Mẹ mày ở đâu ra? Nếu còn sống ngồi tù một gông. Tao mà không cứu mày, tao không dẹp cái bao tốt dẹp loạn thì mày giờ này mày dẫn dắt thằng Quý Ngọc con người ta đi gọi tù. Thằng Quý Ngọc nó hư, nó sai, nó bậy, mày cầm đầu cho nó bậy, mày bậy theo,
Nhưng mày ở mày, mày còn đây mày trả thù ai, mày đánh rơi của tao hả thằng mất dạy? Tao là người đẻ ra một trang mạng báo tốt ăn mày tao suốt 21 năm dài. Thằng nào con nào mà giác đối tao ngồi ăn mày cái báo tốt hả? Còn mày cũng vậy. Ai bắt mày phải yêu tao, mày cưới tao, làm vợ làm dâu. Mày nhìn người ta chết cuộc đời này, có biết bao nhiêu người là một đôi bạn tốt. Mày thấy không, chẳng hạn như thằng Đàm Vĩ Tư nó chơi với thằng Vũ Hà một cặp. Chẳng hạn như vợ chồng thằng Vũ Hà với vợ nó, con vợ già của nó. Chẳng hạn ca sĩ Dương Huỳnh với lại thằng ca sĩ Mạnh Huỳnh. Chẳng hạn có những đôi cặp người ta với nhau trên cái sân khấu của những cái kiểu bằng á mà làm ra tiền nghệ thuật. Hay là tao với mày, chị ba anh ba là sân khấu trường đời. Tao giúp mày, tao cứu mày, tao cho mày. Nói về đạo nghĩa thì không ai bằng tao. Nói về tư cách không ai bằng tao. Nói giá trị không ai bằng tao. Nói về tao một con nghèo vô gia cư, nhưng nhà của quần chúng, nhà nhà người người, nhà của mày cũng là cái nhà của tao. Năm xưa mày có cái gì? Khi mày gặp tao ở đâu ra căn nhà 400 tỷ của mày? Hả? Sao mày không có căn nhà đó trước khi tao chưa gặp mày đi hả Tổng Sơn? Cuộc đời này á, làm người đừng có cạn tàu ráo máng. Chưa đủ ông nghè đó, tưởng đâu mày ra cái gì? Hả? Cái người mà hại mày là mẹ mày và cái thằng kia, hai con chó nhà mày nuôi chứ không phải là ai. Mày quên qua chứ ai? Tao lập rung cho mày là mày bắt đầu mày nhảy tới mày cắn. Tao chó mày làm hó đi thì đừng gọi anh hó đi mày phá. Tao chó mày chỉ ba anh ba thì mày làm nhục mày không yêu. Tao đàm rung cho mày thì mày phá. Tao làm cái gì cũng phá. Tao đến Việt Nam gặp, tao đưa mày lên cho mày ba người tao. Tao chuẩn bị đem mày qua Mỹ thành mà cũng hái mày phá. Cái gì mà mày biết điều? Hả thằng chó đẻ cha mày. Một cái kênh YouTube mà chỉ có mấy con sóc bị hãm hại mà vô mày trả thù tao đó hả? Mày dạy thằng kia trả thù tao. Hả thằng chó đẻ mày cất chỗ mất dạy. Mày ăn cái chết cơm bao tóc gặp mặt. Mày tràn ống đi. 12 năm về trước tao quỳ trước cái cửa nhà mày. Tao cay đắng tội dục, tao bệnh đứng không nổi, tao đi không được, tao ăn không được. Tao nhịn đói từ Mỹ về Việt Nam để tao đứng không quay đường. Để ngày hôm nay tao đổi lại cho mày có nhà bạc tỷ hả? Để cho mày tiệc tùng, để cho mày vinh quang phú quý, để mày giàu sang. Mày ôm gái ngay mặt tao để mày đánh sạch kênh của tao, để mày dắt nhau vào báo thóc, mày bí mặt tao, để mày làm nhục tao, để mày trả thù tao. Hai thằng cút lẹ, thằng chó để ngọc sơn cả mày. Mày nghĩ trên đời này không ai dạy mày trị mày được hả? Mẹ của mày một người lớn, một bậc phụ huynh, bà có cái lỗi, bà sai ăn theo mày thật. Nhưng bà cũ cũng đi kiếm một con vợ cho mày, trừ khi bà còn sống. Tao đường đường là người mẹ mày giao thiệp với cha mày để kiếm con vợ cho mày. Một người bên cạnh mày, một người tốt, ngay mặt mày. Chính mẹ mày đến thân nhận tiền của tao để lo cho mày, để cho mày có một người bên cạnh. Mày ăn rồi mày tung tăng, mày làm vua báo tốt, mày làm giang hồ mạng, đại ca mạng khùng của mày, đại băng chó chết của mày. Mày ăn rồi tối là mày chết đói vào cái đám giang hồ, mày chết đói vào cái vụ cái sự bẩn thỉu. Mày đã bẩn thì tao mày còn dạy cái thằng hồ ly tinh, thằng hồ quỷ cái kia tiểu dân đặt vào kênh của tao. Nó về tới Việt Nam mà rác tới mày, hay nó rác tới mày là tao là cái người bị kênh mất sạch. Là bắt đầu tao nhận những cái email mất dạy cầm thú, đồ cái thứ mất dạy đội quần đàn bà. Ăn rồi sống trong cái đáy quần nằm mơ, cái cửa mình của tao từ thành từ con nhục. Tao nói cho mày nè Ngọc Sơn, trên đời này chỉ có Ngọc Sơn yêu trái tóc thơm này. Mày mày chưa đủ tư cách xứng đáng để xách dép tao, đội quần tao, làm thằng đàn ông của tao, giặt quần cho tao, mày nghe cho chưa? Trên đời là chỉ có mày là cái thằng từ xưa giờ mày chưa đủ tư cách để mày với tới tao một người phụ nữ thông minh tài đức. Bồ Tát mới là tao, là chứ mày với mẹ mày làm gì cho ai nhờ mà Bồ Tát. Mày có cái thời là tao cho mày, từ mày mày mới cho lại người ta, chứ mày thời ở đâu ra mày Bồ Tát mà mày dám hống hách mà đất chào kênh của tao hả? Mày gọi cái báo tốt là tao đưa mày lên. Mày ngày xưa mày nói anh với em cùng chung cái báo tốt làm vua làm trùm. Mày muốn làm vua làm trùm mà mày tối ngày mày đội quần, mày tối ngày mày trúng vào trong cái đám chó của tao nuôi. Rồi mày kêu tao phải ngồi đó tao nhịn nhục, tao cắn cái miệng lại cho mày làm vua trong những con chó của tao. Mày hèn hạ như vậy thằng mất thêm dạy. Đưa mày lên trong cái showbiz cho mày nở mặt nở mày, thì mày phải biết cái ý nghĩa người ta đến Việt Nam quỳ trước cái cửa nhà của mẹ, của mày, để cho mẹ con mày được vinh quang. Mày vinh quang trong nước mắt, niềm đau, tiền bệnh tật, tuổi xuân, uy tín, thì giờ sự hy sinh, xin công quả của tao. Công quả của tao với thằng nào con nào
công quả của tao trái tốt thơm mày đây, chị ba Ngọc Sơn chứ con đĩ mẹ, con gái mẹ mày làm gì cho mày nhờ mà Bồ Tát chứ công quả đâu của mẹ mày. Tao đã không nói gì người lớn, cho dù thế nào cũng là phụ huynh người lớn, tao không nói rồi. Đồ khốn nạn, muốn lấy đầu thằng Quý Cầu cái câu điện thoại, câu nó vào là tấn công tao à. Mày đuổi nó ra nhà cho đã, bây giờ nó mày cho nó vô nhà là nó tấn công tao để làm công với mày. Dắt tao vào cái bóng thốt bỉ mặt cho tao coi. Chính mày đập cái nó, chính mày gặp tao, chính mày là cái người. Mà khi tao nằm đường ở bên Mỹ này, mày ăn rồi mày chỉ biết có mày thôi, một cái thằng bất lương. Con đàn bà nó bất hạnh lắm, mới sống với một cái thằng bẩn thỉu, thằng nhục như mày. Một cái thằng sống rất là hèn hạ vô đạo đức. Nói chuyện đạo đức mày ăn chay niệm Phật mày tụng kinh, mày dạy con người ta làm học trò con nuôi của mày, mà sao mày sống mày như cái đống rác xã hội vậy? Mày đã rác bẩn thỉu rồi mà còn dạy con người ta làm rác, mày vào đầu vô mày làm vua rác, mày có cái gì mày chọi với tao mày dám mất dạy? Cái nhà này nghèo thiệt, nhưng mà không tới mức độ như mày. Tao nhận tiền của quần chúng là cả một sự nhục nhã của một trái tấu tôm này làm từ thiện suốt 21 năm trời, tri ân bất cầu báo. Đã cho mà không cần nhận, tao làm chỉ ba giùm cho mày, cho mẹ mày, tao không cần mày với mẹ mày cảm ơn. Mày sống mày đàng hoàng dễ thương, mày nề nếp, mày đi đúng con đường sự nghiệp công danh tới đạo đức, tới bản thân mày có một con vợ đàng hoàng. Thà như vậy mà tao yên tâm bên Mỹ này. Còn suốt 17 năm qua mày chỉ chơi đỉ chơi gái, mày ôm con này mày xà nẻo con kia, mày cặp con nọ, cuối cùng mày là cái thằng ăn rồi tối ngày lợi dụng đàn bà để cho mày được người ta thấy. Mày có con đàn bà cuối cùng mày chẳng có ai hết. Tới tao là một người quân tử, ngồi bên Mỹ này chịu đựng mày với mẹ mày riết rồi mà tới đây. Tao phải mày tao mày tớ mà không có nể mặt mày là do mày mà ra. Nó vừa về tới Việt Nam mà xuất hiện bên cạnh mày, mà có một cái âm mưu làm cái rôm ra là bắt đầu đánh vào kênh của tao, không tha một cái kênh nào. Mày mà có một cái sản phẩm, mày mà có một cái show của mày, mày có một chương trình của mày là tao bị đánh vào cái kênh. Trong bao thóc mày đánh vào cái rôm, đánh vào cái chị ba của tao. Mà cái chị ba này nực cười cái trò hề của mày và mẹ mày là cho nhà mày ăn cơm. Tao làm chị ba cho mày nở đặt tại báo tốt. Tao làm chị ba cho nhà mày cái bà mẹ của mày. Cái bà mẹ bất lương vô giáo dục vô hiếm sĩ của mẹ của mày. Nhà của mẹ mày còn không biết dạy mẹ mày làm dâu làm vợ. Chồng chết chưa sanh cỏ. Thấy không? Chồng chết chưa bao lâu. Son phấn áo quần lớp phim. Đồ đàn bà hư. Một người mẹ của mày hư. Mẹ hư mới để biết mày làm cái công cụ chài tiền. Gài tiền của tao để làm dâu để lên giọng với tao. Mẹ hư mới gọi để cho mày xì keo chích. Mẹ hư mới để mày mất cái động ngồi tù mất 1 tỷ. Vậy thử khỏi học trò con nuôi của mày ngày nay. Chưa biết được sự thật, không biết gì hết, không để ý kịp. Tới mà cả đá mình, mình kêu bằng nhào đầu vô cặp cổ một cái câu view câu like. Tới một lúc nào đó công an hốt mày lên, thì khi mày ngồi tù rồi, cả một cái lũ bởi đích mày đang lợi dụng mày sẽ đem mày ra chửi trả ha, rồi cắm chủ y với là con nam em đang bị, hay tao ngồi cái bao tốt đang bị. Được ná thì quăng đơm, hãy có thời thì tốt ngô vạn tuế. Tao đập sập cái bao tốt cho đói là bắt đầu bây giờ thời nọ thời kia. Bây giờ tao cho tắt bếp không còn chén cơm nhục quá rồi, bắt đầu quay lại. Con táo thì con thêm kiên dành cơm với tao ganh tị. Ganh tị bữa ăn của một người bệnh tật, tiền công quả của một người phụ nữ đi kiếp giúp mấy con sóc. Người ta mà như mày, con người mày có liêm sĩ, có đạo đức, mày có cái tư cách thằng đàn ông. Coi video thấy cá tốt thơm khó khăn bên Mỹ, mày coi mày biết, mày thấy mấy con sóc bị hãm hại. Mày nuôi con chó cho người ta coi để mày qua cái TikTok mày câu view. Mày là anh ba tốt, mày có lòng yêu thú vật, mày cưng thú vật. Trong đó mấy con sóc cũng là con thú. Mày ngồi đó, mày đằng sau lưng, mày chỉ định. Hả? Không có mày thì ai đánh vào kênh của tao mất sạch. Không có mày thì ai... mày cầm đầu, không có mày thì ai gọi vô nhà chủ nhà cũ của tao để hạt hại tao hả, báo cho chủ nhà của tao. Không có mày thì ai gọi vào đồn công an Việt Nam để kêu mấy thằng công an rồi bắt tao vào 11 năm về trước và bây giờ 11 năm sau hả Ngọc Sơn. Mày nghĩ xem, mày với con gái mẹ mày không độc, không ác, không dơ, không hèn thì ai, cũng chỉ vì mà muốn chết đói một cái bao thuốc. Cũng vì mày hèn, nhà mày giàu mà, nhà 400 tỷ mà sao mày phải chết đói vào cái đất cặn bã xã hội hả? Tao không nói mày sai khi lập cái room tại bao thốt. Tao không nói mày sai mày làm chồng làm cha. Nhưng cái cách sống của mày, mày nhiều lần mày thất bại. Mà mày vẫn là một cái nghiệp lực của 17 năm trời, mày vẫn không ra được cái dòng kim cô của mày. Cái dòng bệnh hèn, bệnh nhục. Một cái thằng đàn ông mà mày bị sống trong cái dòng mà kêu bằng tội lỗi nghiệp của mày. Mày không vứt ra được. Mày từ ở đâu ra mình lụm một cái thằng ôn hoàng, thằng ăn mày ở ngoài đường vô.
Mày đổi nó lên đầu, mày thờ nó từ con tới mẹ. Rồi mày tâng bốc nó, mày làm cho mày có một cái thứ mất dạy trong nhà mày cắn mày. Mày trị không nổi. Mày giải không nổi, mẹ mày cũng giải trị không nổi, không giá trị. Mà tao thay mặt mẹ con mày, mày nhảy ra mày binh. Đồ mất dạy thằng chó đẻ. Mày thằng khốn nạn chứ ai. Ăn rồi tối ngày lấy đàn bà nó hù dọa. Ngồi internet thì nói chuyện internet. Mày đòi làm vua bao tốt mà mày ngồi đó. Mày sống trong đáo quần của những con chó ăn mày tao thì mày làm vua ở đâu? Mày làm vua đó vua khùng của mày, vua ảo chứ đâu. Tao giúp mày, tao mới đưa mày lên. Tao đến Việt Nam để tao kể những tiền bạc mất mát, những gì tao làm. Đừng nói tao ngồi đây, tao là cái người không đúng với mẹ con mày. Từ xưa giờ tao làm gì hại mẹ con mày? Chỉ có mẹ con mày ăn rồi mất dạy cầm đầu cái thằng Quý Ngọc, thằng Hồ Tiểu Nhân, thằng chó các chủ đắc vào tao. Đắc suốt 17 năm dài vào mất dạy. Nó vừa tới nhà của mày là tao dẫn mấy cái email kêu tao cho coi cái bộ phận sinh lý, bộ phận sinh dục của tao để trả tiền cho tao. Nhận được cái email toàn nói về bộ phận sinh dục của tao, đồ mất dạy. Rồi bắt đầu đánh sắp hết được cái kênh của tao để cho tao coi là không chia rẽ được nói với mày hả, hay không hại được nói làm quản gia thủ quỹ cái nhà chó đẻ, nhà khốn nạn tồi tệ của mày. Việt Kiều Mỹ ai thèm làm dâu hả mày? Việt Kiều Mỹ ai cần làm dâu hả mày? Hả? Tao hỏi mày chứ tao với mày mà lục đục mà đấm đá mà mít lòng nhau với mẹ mày thì ai được lợi mày nghĩ coi Ngọc Sơn? Chính vì như vậy mà tao giữ cái 17 năm trời tao không thèm nói. Còn ăn cơm bông tốt là tao cho được thì tao lấy lại được. Tao đưa mày lên anh ba chị ba với tao được thì tao lấy lại. Thì mày chẳng có một cách mà chẳng là cái gì tại bóng thốt. Tao còn quỳ trước cửa nhà mày, tao đưa mày lên cho thời thế. Tao biết có ngày nay mà Ngọc Sơn. Còn mày thể hiện cái quyền lực. Quyền lực một cái thằng mất dạy, mày đi mày ăn hiếp. Mày đi mày tấn công vào kênh một người bệnh tật, mày có nhục không? Mày vào đây mày chửi trả một ân nhân mày có nhục không? Hả? Mày đánh lét, đánh nằm, đánh ngồi mày có nhục không? Mày không ra mặt mà mày ném đá giống tay. Tao ngồi đây mỗi ngày là một ân nhân, một nạn nhân. Mày ngồi ở đây, bên kia đường dây internet mày coi từng kênh của tao chứ. Kênh của tao chẳng có một cái gì để gọi là phải mất kênh á. Mày đã không còn một cái kênh nào mày dên cái mặt chó, mặt đẻ của những thằng nhục, những cái thằng hèn, thằng dơ. 21 năm về trước trang mạng bao tốt, nguyên một cái trang mạng không tới là 7-8 phòng từ các room, cộng nguyên một trang mạng cũng tới 10 phòng. Không có tao gầy dựng Giang Sơn đưa lên cho tất cả, không có tao cho ngập mặt cái thời cái thế, không có tao đi qua từng động từng room thì đâu, không có tao đưa mày dớt lên để cho mày tỏa sáng bên cạnh tao mà không lấy một đồng cát xê, một đồng tiền cảm ơn hay một cái sự mà trả ơn biết điều của mẹ con mày. Người ta làm giùm cái chỉ ba cho mày, mày ngồi mày bẩn thỉu, mày dớt cái mặt đĩa, mặt đĩ đực, mặt đĩ mẹ của mày, thằng cha của mày, thằng mất dạy rồi bá dơ. Mày chưa đủ cho con quỷ cái con cái mẹ, mày dơ cái mặt đểu giả lên là mẹ chồng ăn hiếp con dâu. Người ta ngồi internet chưa biết mặt ngoài đời ở đâu ra nhà chồng mà phải có hiếu hả? Mày với mẹ mày có tôn trọng tao suốt 17 năm dài, mày có xài một cắt nào cho con gái người ta không? Hay cái nhà này toàn tiền bệnh tật người ta bao? Không phải tiền người ta mất, một cái uy tín, tiền bạc danh dự thì giờ tuổi xuân sức khỏe công hoạt. Tao dọn cơm ở đâu là có cái mặt mày dát vào đó? Tao vừa mới vô giao tẹp cái phòng của người ta, bắt đầu vô đâm thọt để hãm hại, để kêu đuổi xua làm nhục. Tao gầy dựng tao cho ăn mày, tao không kiếm tao thì thôi chứ làm gì tao sợ thằng nào con nào. Tao tội cho mày một cái thằng ngu si dễ rách. Mày sốc mà mày không biết ở đâu. Hôm nay mà không có luật mạng an ninh xã hội lập ra về hình sự làm thẳng tay, thời buổi công nghệ ba cái internet rất nguy hiểm, rất phức tạp, rất loạn. Xã hội đã loạn, chiến tranh, đói khổ, thất nghiệp, đủ thứ, bệnh tật, dịch. Hạn hán bất buộc biết bao nhiêu sự tổn thương. Trong cái đó mày tụ tập, mày tiệc tùng, mày ăn chơi, mày gái gú, mày hưởng thụ vinh quang, mày cất nhà, mày khoe của, mày khoe giàu sang, mày khoe sự hiếu thảo mày đối với con gái mẹ mà cho người ta coi. Mày sống làm sao cho mẹ mày không nhục, dòng họ mày không thẹn, cha mày không nhục kìa. Mày sống làm sao cho quần chúng nhờ thiên hạ mà có đúng cái ý nghĩa. Mày cho hết vô nhà để câu view, để rồi chửi nhau như chó chứ mèo. Mày ngồi đó mày chia để mày hạt hại người ta, mày dạy. Mày dạy một thằng Quý Ngọc Tiểu Nhân chửi nhau tao, một ân nhân, một nạn nhân của đó 17 năm không biết tao ở đâu, đồ vô liêm sĩ. Mày với mẹ mày, mày không độc ác, ai độc ác? Nó đụng tới tao là do mày cầm đầu, mày ngồi đằng sau lưng.
mày cút tao, mày sử dụng nó chứ ai. Nó là cái thằng đi theo mày từ xưa giờ để lợi dụng mày, để lấy mày ra rồi gài tao vào làm nạn nhân chung. Những ngày tháng mà mày né nó ra thì mày vinh quang, mày quý quang, mày rác đại với nó một cái mày mang nhục. Mày thấy chưa, tao mà không cản mày kịp hồi 11 tháng mấy hồi năm ngoái, khi tao nằm đường tao rầy tao ra tao chống lại kịp. Giờ này mày cầm đầu, mày cầm cái nick sau cái tivi, mày lập lại cái đó, mày tổ chức, mày cho quần chúng của mày lên, mày tâm hơi tâm hức, thì giờ này mày ngồi tù bọt không? Mày ở trong đồn công an, mày còn bị một cái 331, mày bị đốc tiền phạt chung chi cho công an ngày xưa hối lộ 1 tỷ. Mẹ mày đích thân mày mà đích thân mày bỏ 1 tỷ ra mà mày ở tù. Mày ai không biết mày ngồi tù vì một cái bao thuốc, vì một cái rung sao với tao biết giang hộ mạng của mày. Một cái rung mà mày đã có tên tuổi tiền án, mày đã ngồi tù. Nhưng mà năm này quá tháng kia mày vẫn lộng hành, mày vẫn cao ngạo, mày vẫn nằm mơ giữa ban ngày, mày vẫn ăn thua sân si một cái bao tốt, mày không biết sợ ai. Mày coi thường luật pháp, mày thách thức, mày coi trời bằng dung, mày coi những người dân quan, mày coi tiếng nói của tao không ra gì. Thì đến hôm nay đời chỉ mày, người chỉ mày, nhà nhà người người những người bây giờ biết xài điện thoại, biết lên mở kênh, biết mở phòng báo tốt vân vân. Người ta không ai ngu, học trò con nuôi của mày, người ta sẽ không mù quáng khi vô đây mà nghe câu chuyện giữa tao và mày. Một người cha nuôi, một người thầy, một người lớp, một người bác ba, mà mày sống như một cái cầu tiêu côn đồ, mày chửi trả vô mặt tao từ mẹ tới con mày. Người ta mang nhục chung bởi chết cơm manh áo của cái lũ đệ tử con nuôi, người nhà hay lũ đàn bà. Con gái bu theo mày là ăn bát vào tao, thông vào tao, tao cho, chứ không phải mày cho thật. Bởi mày nhờ tao giúp mày đằng sau lưng, từ âm thầm đi sát tiếp mà không một ai nói. Lời nói của trái tống tôm này, chỉ có một thằng Ngọc Sơn mày sợ tao, chỉ có mày mới biết tao nói cái gì, chỉ có tao với mày trong cuộc mới biết người trong kẹt, người trong quần mới biết chuyện trong hát thôi. 17 năm qua, trái tống tôm chỉ là một người làm từ thiện, thân mang bệnh tật nghèo tự trọng. Nên á, Ngọc Sơn á, thì á, chỉ muốn cần cái bao tốt cho sự nghiệp, chỗ ngồi, những quyền lợi cá nhân, một căn phòng đông hay cái quyền lợi làm quyền lực, làm vua. Còn tôi một người bệnh tật làm từ thiện, thấy Ngọc Sơn làm không lại tôi cho chị ba ba, thấy Ngọc Sơn bị ăn hiếp tôi gọi honey. Tôi chẳng có yêu Ngọc Sơn một mình, tôi thấy nhà của Ngọc Sơn bị âm mưu cướp tài sản, bỏ xì ke chơi chết, mẹ con đơn chiếc, nhà không có ai, nên tôi mới đến Việt Nam tôi ghé để họ được nở mặt đỡ mày vì họ mất rum, họ gọi làm không lại. Tao cứu từ con tới mẹ mày, tao là công thần, tao là một người chị ba tốt, một con dâu tốt, một người yêu giỏi, một phu nhân giỏi, tài đức vẹn toàn. Tao mới là người phụ nữ Bồ Tát mà mẹ con mày phải run sợ dưới chân tao. Mày chứ con đĩ mẹ mày, con gây mẹ mày, con sợ tao mà tao phải sợ mày hả? Thằng chó chết! Những cái đứa mà ăn theo mày, những thằng tụi con, thằng Quý Ngọc, nó ăn cơm bao tốt, thằng Tiểu Nhân, thằng con chó của mày nuôi, mà nó không sợ tao, tao phải sợ nó hả? Mày là cái gì mà phải sợ mày? Khi mày quăng ra một cái thằng đàn ông quèn mấy cái ca sĩ với nhạc sĩ hả? Mày ca sĩ, nhạc sĩ chỉ là cái nghề. Nhưng nếu mày ngon lành cành đào, mày ngon là mày có uy tín, mày có đạo đức, mày có đủ cái đức, cái tài, thì cái rung của mày từ ngày khai trương cho tới khi mày đổ nát, có lúc nào mà không nhắc tới cái tên tao để ăn bám vào tao không? Cả con lẫn mẹ mày. Mẹ con mày bẩn thỉu không ra mặt, mày để cái thằng Quý Ngọc Tiểu Nhân muốn ăn cơm bông thoát mà học đòi mất dạy để chửi vào tao, một ân nhân, một nạn nhân, một người đối phương, một cái người mày nói chuyện tình yêu, tình yêu mà nấp lét gạt lừa, lừa bao tốt, đi bị gạt lừa, thiên hạ lừa, người này lừa người kia buôn thần bán thánh. Tao không có nói tới mẹ con mày vì tao không có cái nhu cầu lập gia đình ở bên Mỹ này, may cho mày và mẹ mày. Mẹ mày từ xưa giờ dựa vào cái bóng của mày để kiếm ăn, kiếm những quyền lợi riêng cho bà cụ. Biết gì tới mày không? Khi mày bị cái giải trái công sinh, mày bị giáo sư âm nhạc mày nhục như một con chó, cả cái đất nước Việt Nam cười nhạo bỏ rơi mày, nguyên cái bao tốt cười nhạo mày. Mày làm cái gì người ta cũng coi thường mày. Chỉ có tao ngồi để tao đau lòng, tao xót thương cho mày, một con người không nên khờ như mày. Tao là cái người mẹ đẻ ra mày thứ hai. Mày có được ngày nay công danh cơm áo gạo tiền, mày còn cái mạng, mày có vinh quang, mày có nhà bạc tỷ là tao cho mày, là tao người mẹ thứ hai của mày ngồi đây nè. Chứ con đĩ mẹ mà con cái mẹ mày làm cái gì mà tao sợ? Mẹ mày trong mười mấy năm qua cũng có tao bên cạnh, thì bà cụ ở đâu vinh quang? Mẹ mày ăn hưởng cho nước mắt niềm đau công quả của tao cho mày, mẹ mày hưởng ké. Cái thằng Quý Ngọc cũng vậy, làm thủ quỹ, làm quản gia gì của mày chơi bao thớt, không có tao tiền thủ quỹ ở đâu mà ra?
thì cái báo thuốc nào mà ra mà cho hai thằng mày, cho mày thằng làm vua, thằng làm thủ quỷ làm giàu, cho hai thằng mày, mày lấy tiền một đứa thì lấy tiền đi xì keo chích đánh bài đi điếm ăn chơi mất dạy, còn mày, mày làm quyền lực ngáo đó mất dạy cả tao, mày ôm gái, mày lấy cô này của kia là mày làm cho tao mất mặt. Mày có biết cái cảm giác của tao và mẹ mày có bao giờ biết cái cảm giác của tao không hả Ngọc Sơn? Hả? Mày lên cho chuyện tao bị đỉ bậy, mày mà có người yêu, mày sẽ dành thì giờ mày lo cho người khác. Khi mà mày ngồi cái bao tóc mày lo làm vua làm cha, mày ăn rồi mày tối ngày mày đánh vào trong cái kênh của tao, mày có thấy nhột không? Hả? Mà phải chỉ cái kênh của tao hại mày, đụng tới chết cơm manh áo làm gì mày kìa, thì mày nói người ta sai. Cái kênh này la này để cho mày lên người, cảnh tỉnh ta mày những cái bậy, giải cho mày đảo làm người, hướng thiện cho mày để mày tốt hơn, mày hoàn mỹ. Tao là người phụ nữ quân tử, tao giúp mày thì thực tế chỉ giúp một cái rung què của mày. Tao giúp luôn cho mày làm vua làm cha gán hàng anh ba chị ba một cái trang mạng, một cái trang mạng xã hội cho mày nở mặt đâu mày. Rồi tao còn giúp luôn cho cái nhà mày làm chị ba giùm, cho mày có một chị ba tốt, một chị ba Mỹ ha, Việt kiều Mỹ ở bên đây, Mỹ đế để cho mày cao sang, mày bước ra đời không bị coi thường ăn hiếp mày. Tao lập cho mày cái room lớn nhất online, cái live show là của mày. Tao cho mày tất cả, tao đưa mày lên, mày ngồi trên cái ngai vàng chịp chạy trong nhà mày, mày chỉ tay năm ngón, mày làm cha làm chồng làm vua bằng nước mắt niềm đau tuổi xuân và tiền bệnh tật sức khỏe. Công quả của tao toàn là của tao, còn cái bà mẹ mày chỉ là cái bề ngoài đi ăn ké rồi lợi dụng cái già rồi kể công rồi bắt đầu ăn hiếp mày, chèn ép mày, còn lợi dụng công quả của tao đi nổ đi gạt. Tao đâu có nói cái gì tầm bậy. Mười mấy năm về trước tao đến Việt Nam tao quỳ ngoài cửa đường á, xưa người khác tao quỳ ngoài đường, mày một tí nước mày cũng không mời mẹ mày trên lầu. Mày chỉ biết thằng Quyết Ngọc, hai mẹ con mày, để làm xô chung cái gì ở Việt Nam. Mày nói mời em đi ăn cơm mà mày cũng không hỏi tao cái điện thoại em ở khách sạn nào, địa chỉ nào, mày ra mày rước mày đón. Nói cái điện thoại của tao mày cũng không hỏi em đang ở đâu, đưa anh cái số điện thoại anh gọi em ra đi ăn cơm. Một cái bữa ăn gia đình, một cái bữa cơm gia đình, một cái sự giao thiệp với tao, một ân nhân để cho mày được có cái rung tại bao thốt chỗ ngồi, cho mày có một cái quyền lợi cho sự nghiệp. Mày đòi sự nghiệp của mày nhập cái bao thốt, mày làm không lại mày ngu, tao mới giúp mày. Tao chỉ giúp chuyện bao thốt và sự chuyện bao thốt thôi. Mà ngồi bao thốt không có chuyện riêng tư ngoài xã hội thì tao không phải là lấy tư cách con dâu nhà mày. Tao thích thì tao lấy chứ mày với mẹ mày không đủ tư cách để đặt tao. Mẹ con mày là ai? Mày có công khai tao mối quan hệ mày tôn trọng không? Từ ngày biết nhau cho tới bây giờ mày là ai? Mày chỉ là một cái thằng xàm nhã, mày đi ăn ké tao làm chị ba anh ba. Mày nhờ tao mày có công danh sự nghiệp địa vị, thời thế trở lại. Trước khi mày chưa gặp tao thở đâu ra, mày không có tao thở đâu. Trước khi tao chưa qua cái YouTube đèn ngồi hay gọi tên mày kênh YouTube mày đâu ra hả? Cái vlog của mày trên internet thì tải bao, cái Facebook mày ở đâu vậy hả Ngọc Sơn? Mày không có tao chị ba anh ba suốt 17 năm dài thì mày dắt cái mặt mày vào báo tốt, ai gọi mày một tiếng hả? Người yêu của Trái Tóc Thơm cho mày nở mặt, tao đem tới sự vinh dự nở mặt đó mà cho dòng họ tông môn từ đường, bà con của mày, người nhà của mày, cha mẹ của mày tất ức một ai. Còn mày cho tao được cái gì mà một thằng ích kỷ thắt em mày làm tao nhục nhã 17 năm khi nhắc tới cái mối tình mất dại cầu tiêu dẻ rách, một thằng không ra gì như mày, một thằng tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, một người phụ nữ đang nằm ngoài đường, đừng nói là bạn bè hay kẻ thù, cho dù là người dân kẻ thù mà đang nằm đường vì các em sốc trong mùa đông giá lạnh không nhà. Mày đuổi tao giết thì mày độc ác, đánh xác ích cơ mày dắt dao vào trong cái bao tốt để mày ngạo nghễ, mày lập cái room để mày thoát xô, để mày gọi làm cha, mày hút khách bao tốt, mày làm vua bao tốt, mày thể cái tôi mày ngon lành hơn người ta. Thằng mất dạy dẻ rách như mày, mày nghĩ làm sao mà tao không khinh mày được chứ mẹ mày. Nhà mày giàu mà cầm cái bàn xoe, cái bàn tay cầm cái đồng tiền chửi bảo tao một người gây dựng cho một cộng đồng, một trang mạng. Mày mở, mày tố đẹp cho cuộc đời mà mày mở động giang hồ, mày mở động đĩ động thú, mày tố đẹp cho cuộc đời mà mày giải thằng Quý Công thù hận, trả thù tao, lấy tao làm nạn nhân suốt 17 năm, cả con lực mẹ mày nhảy ra bên để lấy đồng nó. Mẹ mày thì móc bóp bóc tiền, mày thì quế quyền lực, mày chỉ tay nó để làm quán gia thù quỷ, cung cấp xì ke cho mày ăn, mày nhảy mày bay. Chính thằng Quỷ Ngọc là đi vô trong cái room A Kim gái để đem về cái room của mày
Tao giúp mày cho cái sự nghiệp của mày chứ đâu phải tao giúp mày tổ chức đồng đĩ, đồng thú, đồng mất và đồng rác xã hội á, thằng thằng bẩn thỉu ca mày, thằng chó đẻ gột sơn cái mày. Hôm nay tao ngồi đây 17 năm sau, tao lấy tư cách chị ba gột sơn á, tao chỉ thẳng vào bàn thờ con gái mẹ mày, kêu con đĩ mẹ mày hiện hồn về, coi tao là cái gì của mẹ con mày, kêu con gái mẹ mày về đây. Đồ mất dạy, ăn rồi trói cài, hỗn láo, vô lễ hại người. Ai làm gì mày hại mày? Chưa kịp lập cái rung cho mày là đến sách kênh YouTube. Chưa kịp làm gì là vô đập phá, hạt hại vô lỡ mất dạy vô giáo dục. Mày đụng tới tao rồi thì mày có mở được cái phòng giang hồ chó chết của mày không? Bây giờ mày chỉ khơi dậy sự hận thù. Mày chỉ cần mày lập ra cái phòng Star TV, báo chí truyền thông sẽ khơi dậy chuyện mày ngồi tù. Chuyện mày bị lên án âm dương, lối mày ra, lối mày ra, mày sẽ là nạn dân, mày sẽ là một cái thằng ngu, mày sẽ ngồi tù. Mà mày ngồi tù thì ai mừng? Tao không mừng mày ngồi tù, mà có kẻ ngồi chờ 17 năm để cướp tài sản tiền bạc, bỏ 5 viên thuốc lắc xì ke để chơi chết mày. Xì ke thì là thuốc lắc, thì thuốc lắc là xì ke chứ là cái gì hả? Bỏ vô đồ ăn đồ uống của mày, mày với mẹ mày ăn rồi tối ngày đồ độc ác, đồ hèn hạ. Tao là cái người từ bi đi theo giúp mẹ con mày, thì mày coi giúp kẻ thù. Mày lạnh nhạt, mày phóng, mày phế, mày lợi dụng, mày bán bổ, mày kinh khi, mày làm ra vẻ đồ mất dạy. Ra vẻ tao đây không cần, mày không cần thì mày nhào đầu vô làm đéo gì cái bao thuốc quèn, cái chỗ chó của tao nuôi tao đang trị à. Tao không cho mày vô là cho mày một con đường sống, để cho mày nở mặt rỡ mày, để mày mở một cái rung cho đàng hoàng lại. Không cho mày vào là cứu mày, chứ có phải gì mày cầm đầu mày vô trong đó thì trước sau mày cũng 331. Mà mày không còn tạm giam nữa, mày sẽ ngồi tù một không? Bởi mày đã ngồi tù rồi, mày tù treo rồi, mày vẫn có hồ sơ nằm ở trong đồn công an. Có những kẻ mà từ bên Mỹ đã ở ở quốc tế mà làm sai mà bây giờ còn nắm đầu, thấy không? Interpol, Interpol người ta còn kiếp được mà bắt ra, còn công đâu ngồi tù đó. Việt kiều đó về Việt Nam mà làm bậy cũng ngồi tù. Mày thấy con Phương Hằng không? Đại gia cỡ nào? Tài sản của mày tao có biết mày giàu hơn con Phương Hằng không? Mày lên internet mày á chí ở cho mày quyền lực mất dạy, thằng khốn nạn. Cái kênh của tao ai cho phép mày dám động vào? Mày dám thả chó của mày hả? Mày lộng hành là đụng tới tao hả, thằng mất dạy kia hả mày? Tao ngồi cái bao thóc, ai cho phép mày dám kêu đuổi tao tại cái bao thóc hả, thằng mất dạy, thằng ăn mày, thằng biếm hèn kia hả mày, thằng nhục. Mày không ngồi đằng sau lưng nó dám lộng hành à? Mày không cho nó dám đi cái đích chung với mày hả? Lấy tên của mày vào bóng thoát hả? Mà cái nhục dơ nhất mày kêu vợ chồng người ta đuổi tao, mà tao chưa bao giờ cần ngồi một cái động nào. Bao thoát mà không có một trái trong tâm làm gì có động. Động của con này thằng kia, mấy cái động xã hội hả mày? Tao đâu có sợ tụi bay. Đời chỉ sợ cái gì? Là bánh xe thời gian, không kịp làm gì quay qua quay lại, không còn thì giờ kịp cái gì hết. Một ngày chưa kịp giờ này đã 9 giờ rưỡi sáng, chưa làm được cái gì hết, quay qua quay lại đã hết một năm hay 10 năm. Đời làm người không kịp là gì? Cái tuổi xuân, cái thời giờ thôi. Chứ tao chưa biết sợ thằng nào con nào. Tao mà có bị đuổi nhà lần này, tao không phải sơ ý cho những năm qua. Chẳng qua thì người đau nhất tứ chi hành xác, hay là không kịp vì chồng cháp đồ đạc nó dướng tay dướng chân. Bây giờ học được cái nhà kho rồi, ở đó mà đụng được tới tao, bên kia tao đi qua tao coi có nhà kho, tao tống đồ hết qua đó, tao khóa là tao trả tiền tháng, tao mướn một cái chỗ để đồ, tao mua cái giường nằm ở ngoài đường, tao nằm tao che cái lều tao văng, tao cũng không chết. Bây giờ có người nói mấy sơ ý nhắc lại, có chỗ tập thể dục gym vô đó đóng tiền cũng rẻ, khỏi cần thằng nào con nào làm quẻ, khỏi đi xin tắm ha, vô đó là ở tắm rửa là có chỗ nghỉ ngơi ha, về làm vệ sinh cơ thể. Còn nói về nấu ăn này kia thì đi mua cái cục sạc pin ha, bỏ tiền ra mua 2-3 cục hả, sạc cho đầy vô đó, vừa tắm rửa vừa sạc pin một lúc luôn. Còn thử đụng tới tao được không? Tao ngồi ngoài trời tao nấu ăn, còn thực luôn có cái cầu tiêu riêng bắt đầu học, bây giờ tốt đồ đạc lại, đụng tới tao được hả? Còn tiền bệnh cấp thì thôi, đi lấy đồ từ thiện cũng ăn cũng xong. Đời làm người mày đừng có ép người vô chân tường đồ khốn nạn. Khi mày ở Việt Nam đó, mày đừng cùng đường thất thế, mày với mẹ mày có ai tới cái cửa nhà mày tôn trọng không? Khi mày ở Việt Nam mày mở cái phòng, mày không có một ai bên cạnh mày, mày cặp bồ cặp bịch người ta thưa mày, bỏ tù mày, hạt hại mày, rồi mày bị bệnh tự kỷ,
Bình đã chán ghét phụ nữ, bình coi thường đàn bà, thù hận đàn bà. 17 năm mày, mày thù mày trút vô tao, mày bị tâm thần phân liệt là mày với mẹ mày. Mày không giải cái bà mẹ của mày đu càng đu bóng, đĩ miệng. Con dâu là một người cho mẹ chồng ăn cơm thì mẹ chồng phải biết ở đâu ra. Ở trong cái nhà phu quân người yêu của người ta mà ăn ké, mà ăn bát, mà không biết nhục. Chỉ ta năm ngót cho gặp người này, cho gặp người kia. Có mẹ chồng nào mà đi chỉ tay năm ngót, đi ép con dâu vào một cái thế phải làm tiền con dâu mà hối hận chung chi để được gặp con trai của mình không? Kiếm dâu kiếm vợ rồi ăn bát cho một cái mạng xã hội người ta gầy dựng trước mình, không biết liêm sĩ, không biết điều. Đi quen biết thằng Quý Ngọc cũng lụm một cái thằng từ bao thoát ra chứ đâu mẹ con mày. Quen từ bao thoát mà ra thể cái tối quyền lực trong nhà mất dạy. Con dâu bỏ tiền ra toàn là bao, mẹ chồng không bỏ một cách ăn ké mà đặt hỗn hào với con dâu. Sống trong nhà phu quân người yêu của người ta mày đặt cho gặp chứ không cho gặp, không đóng ra khỏi cửa, không tống ra cho vô viện dưỡng lão. Nhà có mấy đứa con kia sao không nhờ, không ngon mà nhờ. Có đứa con gái đó gả đu càng đu bóng qua Mỹ đó, đi trời tay lấy cái thằng chồng bác sĩ, lấy người anh rể ở bên Cali, bác sĩ khá lắm mà, sao không bắt nó bắt nuôi? Hay là hai thằng con trai kia ngon lành lắm mà, sao không bỏ tiền ra nuôi? Mà bắt một mình Ngọc Sơn, bắt tôi nay lương tiền bệnh tật, bắt tôi ngồi làm cái chị ba, lấy cái uy tín thì giờ tuổi xuân sức khỏe của tôi tại báo thuốc. Bác cho tôi ngồi hãy bà Thuận thì sốc, nghịch thì chết. Mày tưởng cái nhà mày là cái gì, là ai mà tao không trị được, không không chửi thẳng vô cái bàn thờ mẹ mày được hả? Làm người thì phải biết mình ở đâu, đồ cầm thú đội lớp người, đồ đạo đức giả, đồ cái thứ ngụy quân tử. Còn nói cho cùng á thì từ xưa giờ Ngọc Sơn cũng chỉ là nạn dân, nạn dân của một cái tệ nạn xã hội, nạn dân của một cái sự mà không ra gì, của một bà mẹ không ra gì. Tôi thấy tội nghiệp trầm cảm, tôi mới ở đây tôi làm một đôi bạn tốt giống như con Năm em và cái thằng Cường kia. Nếu nhìn cái chiều sâu, thằng Cường mới là nạn nhân của con Năm em chứ không phải con Năm em là nạn nhân của nó, nghe chưa? Còn giống như tôi với cái thằng Ngọc Sơn này, 17 năm dài tôi là cái người bên cạnh nó suốt 17 năm dài chứ không phải một hai ngày. Tôi buông nó ra một cái thử coi nó còn đi về đâu. Nó bày đặt nó ra vẽ ta đây, nó thể cái tôi đó thôi. Ai làm gì đụng chạm tới mày và mẹ mày ở đây mà không trận lại đó, thì cái bà mẹ không ra gì của mày đó Ngọc Sơn. Ăn rồi tối ngày đỉ mì sướng tên, làm giọng nhà chồng đi kiếm dâu. Mà hôm nay 17 tao mày kiếm ai làm dâu? Hồi xưa cũng gài của bằng Lâm Tiếp về đẻ cho mẹ con mày rồi. Rồi người ta có gặp đó, nghe đâu chê người ta xấu xí không xứng đáng. Cái cửa nhà mất dạy của mày, cái cửa nhà tồi tệ bẩn thỉu của mày, cái cửa nhà chó đẻ của mày, vô giáo dục của mày, chết đói thấp hèn. Nhà giàu giác vàng điện ngọc cung son lên dành cơm của bao tốt, dành cơm bao tốt ăn rồi tối và đập chén cơm, phá địa bàn người ta, hãm hại người ta trên cái bao tốt. Chia rẽ cộng đồng là mày đó Ngọc Sơn. Mày chia rẽ tao với cộng đồng kiều bào, rồi mày chia rẽ tao với là cái cộng đồng người người ta ngồi bao tốt cho tới nay, là mày với mẹ mày chơi. Mày làm cho tao và mẹ mày mất lòng nào, là mày. Sự ích kỷ, sự mất dạy của mày, sự độc ác tồi tệ của mày chơi. Tao là nạn nhân của mày chứ tao làm gì là phá mày hả mày? Tao là nạn nhân của mẹ con mày chứ ở đâu mà ra? Thằng khốn kiếp mày, chỉ có tao mới trị được mày. Mày ăn rồi mày dạy ai? Mày bỏ tao cái gì hả tao mất dạy? Thằng điếc đàn kia, mày ở trong nhà mày ôm con người tình của mày, mà mày lên mày kêu tao làm người yêu, xong mày xí chỗ tao. Mày bác bỏ tao cái danh dự của một người phụ nữ độc thân. Tao ngồi tôi im là tuổi chịu từ mẹ tới con mất dạy của mày, thằng vô giáo dục của mày. Tao tha tao bỏ qua tao không tin tốt. Tao vẫn làm lai show, tao vẫn chị ba anh ba cho mày. Làm cho mày cái chị ba anh ba trong nước mắt, điềm đau bệnh tật, ốm đau đứng ở ngoài đường, không dám ăn xài, đập cái ống heo đi mượn nợ. Để rồi trở về Mỹ, mày kéo tao vào cái rung để con đĩ lại con khùng kia, làm nhục tao. Mày luôn cầm đầu, mày luôn ngồi đó với nó để tao xúc phạm tao. Mày cố tình để cho nó đụng tới tao. Đồ mất dạy. Mày ăn vào cái sự bức xúc, sự tức giận, sự đau lòng tổn thương của một người phụ nữ trên giường mình thì mày nhục. Cái nghiệp này mày ăn cho nó hết, cho đủ chứ mẹ con mày. Ăn không đủ còn con cái học trò con nuôi đệ tử mày giọng cho đủ. Cái tướng nhục mà giác cái mặt cả một đủ côn đồ mất dạy, đồ nhục đồ hèn của mày. Để có tao giáo dục được mày không? Tao đang ở đây tao lo sức khỏe. Tao hẹn sẽ gặp mày tại nhà của mày. Giống như 12 năm về trước tao sẽ tới. Tao chỉ vào cái bàn thờ mẹ mày, tao hỏi chẳng trước bàn thờ cha mẹ mày. Coi tao là cái gì của cha mẹ mày.
Tao là cái gì của con đĩ mẹ mày và mày? Hả thằng mất dạy Ngọc Sơn? Thằng súc sanh kia hả mày? Thằng chó các chủ giống ơn? Đồ mất dạy! 9 giờ 40 phút buổi sáng ngày 14 tháng 3 2024. Admin của YouTube bị trúng kế, bị gạt, bị lòng lần. Thấy ông Tùng rút cái báo thoát một cái là đói hết. Không có tao nữa thì làm được gì? Tao không làm cái chị ba thử có cái nhà mày ra cái gì? Tao không còn cho thời tao đổ cho một trang mạng nào nữa. Tất cả những trang xã hội, những trang mạng xã hội chứ không phải một trang đâu. Trả tổng thơm này không cho nữa. Từ nhà hàng, tiệm quán, không ăn việc làm từ Mỹ bây giờ tới Việt Nam, từ hải ngoại, từ quốc tế cấp tố bị Nam Châu, tôi không cho ăn theo tôi. Để có thời thế nữa, tôi giấy về cho tôi lấy ai hết. Đây là tiếng nói của Trái Tổng Thông. 21 năm tôi dùng quyền lực tâm linh, tôi trì cái bao cốt. Tao đấu với tiểu nhân, tao chưa bao giờ biết thua. Không phải tao thua vì kẻ thù đông, vì tiểu nhân nói đông, mà tao thua vì mẹ con mày mất dạy chốt các chủ từ trong phản ra. Thằng mất dạy, mày đúng ra giờ này mày làm mẹ làm cha cái bao cốt, tất cả của mày cho mày. Mày đúng ra giờ này mày đang ở Mỹ, mày đang diệt cừu Mỹ, mày đã về. Giờ này mày cầm cái quốc tịch Mỹ, mày nở mặt đỡ mày, mày không thua ai. Đúng ra giờ này mày có cái phòng tại bao tốt, không ai qua mày. Đúng ra mày có một người bên cạnh là tao, thằng mất dạy, thằng bất hiếu côn đồ, thằng không đáng giữ mày, thằng nghịch tự nghịch tôn. Mày làm gì mày có hiếu, mày giải ai có hiếu? Mày giải ai? Mẹ con mày ăn ở có cái đạo đức, có cái tâm thiện đâu. Tâm thiện nào mà mở phòng giang hồ mà độc ác? Tâm thiện nào mà mấy tháng nào mà đánh thẳng vô cái kênh của một người bệnh tật? Tao người bệnh tật không già mà mày cũng không tha. Mấy con sống đói mà mày cũng đánh vào bụng bẩn thiểu tới như vậy. Đồ mất dạy. Vô cái phòng người ta cho mấy con sống đồ ăn, mày ngồi kêu đừng cho ai, đừng ai cho tiền tao, đồ mất dạy. Cái nít Ngọc Sơn bẩn thiểu của mày, thằng bá dơ, thằng hèn như mày, thằng nhục. Mày hãy sám hối đi. Thằng độc ác như mày, thằng ích kỷ như mày, thằng tiểu nhân. Mày đi mày đập cái chén cơm của những con sóc, mày đập chén cơm của những con thú vô tội tàn tật, thì cái nghiệp này sẽ mày ăn cho hết cái đời này kiếp này với mẹ mày, cái dòng họ mày. Dù mày không đi cái đích đó mày không đưa, mày không có chung với nó dám hả? Nó dám đụng tới tao hả Ngọc Sơn? Tao biết mày là 17 năm rồi Ngọc Sơn, không phải một hai ngày. Mày không bao giờ chia tay và bỏ tao. Bởi mày mà bỏ tao là mày đói, mày chết chắc. Mày không bao giờ có cửa, mày dám chia tay và bỏ tao. Mày chỉ làm trò để trò kiếm cho mày, không bao giờ. Chính mày là cái thằng mất dạy, mày làm cho bà cụ già tao, hai người phụ nữ không xử được với nhau, thằng khốn kiếp. Mày là cái người làm phiền mẹ mày và tao, thằng mất dạy, thằng Ngọc Sơn, cái mày nghe chưa? Mày nghe chứ thằng chó đẻ chưa? 9 giờ 43 phút buổi sáng ngày 14 tháng 3 2024. Tao là cái người đàn bà phụ nữ đang ngồi trên cái video này nè, cay đắng tội nhục, không nhà vô gia cư nè. Tao là cái con đàn bà, con phụ nữ Trái Tổng Thông đứng ngay nhà mày đó, lai show cho mày ăn cơm, cho mày công danh sự nghiệp cả nay. Để rồi mày với mẹ mày ăn rồi đồ mất dạy đặt vào cái kênh YouTube của tao. Mày dám hả? Hả Ngọc Sơn?